Misty và Pháo, hai cô gái hớn hở nhất khi đi sâu vì như được lạc vào dàn gái xinh. Chị đẹp Misty hóa tổng tài với nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, đi tới đâu có tiểu kiều thê tới đó, tham gia sâu là chính nhưng thân mật với mỹ nhân là chủ yếu. Pháo xuống tóc nhưng vẫn dễ thương xỉu cắp xỉu đao. Sơ hở là chọc phá các chị đẹp rapper nhưng từ chối rap để thể hiện tài catwalk. Em chỉ chuẩn bị cho em một bộ áo dài cũng như là một cái đường đi catwalk rất là đẹp thế này thôi. Băng nam em lăng lăng trong buổi mai về. Mùa sao nhập ngũ năm nay trở lại với dàn khách mời gồm toàn những mỹ nhân xinh đẹp bao gồm Hoa hậu Thủy Tiên, diễn viên Phương Anh Đào, Uyển Ân, Jun Vũ, Dejimi, ca sĩ Lít Kim Cương, Shimmer Misty và nữ rapper Pháo. Tham gia sâu dĩ nhiên có nhiều vất vả, song có vẻ như Misty và Pháo lại không có chút khó khăn gì, thậm chí là thích thú hơn hẳn vì như được tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên dàn gái xinh. Không cần nói đâu xa, chỉ cần coi hậu trường buổi họp báo và các buổi ghi hình chương trình thôi cũng đủ thấy Pháo và Misty hào hứng như thế nào. Xuất hiện tại sự kiện ra mắt chương trình, Misty gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp cùng tạo hình đầy khí chất như nữ tổng tài bước ra từ chuyện ngôn tình. Là mỹ nhân duy nhất diện bộ siêu trắng thanh lịch, Misty khiến dân tình được fan suýt xoa khi đứng với ai cũng tạo thành couple ngọt ngào. Một trong những khoảnh khắc làm người ta chú ý nhất chính là khi Misty đứng cạnh Lít Kim Cương. Cảm giác như cô đang đứng cùng tiểu kiều thê của mình vậy. Những hành động nhẹ nhàng ấm áp của Misty dành cho Lít Kim Cương làm người xem phải ghen tị rất nhiều. Không chỉ đẹp đôi bên Lít Kim Cương, Misty còn khiến dân tình cười bò vì màn trộm long cháo phụ, quyết đổi bảng tên để được ngồi gần crush của cô ấy là Hoa hậu Thủy Tiên. Đáng lý ra người ngồi cạnh Thủy Tiên là Dejimi, nhưng vì sự nhanh tay lẹ mắt của Misty mà Dejimi phải ngồi lùi vào trong, còn Misty thì danh chính ngôn thuận được ngồi với nàng Hoa hậu Hòa Bình. Cả hai đi tới đâu là ồn ào tới đó, thân thiết và tám không dứt dù có máy quay. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bộ đôi song sát có lẽ là khi Misty đỡ tay Thủy Tiên lên sân khấu, một bên thì ga lăng mạnh mẽ, một bên thì nhẹ nhàng yểu điệu. Ngoài ra, những tương tác của Misty với các mỹ nhân còn lại cũng rất được chú ý. Cô nàng có rất nhiều hành động ga lăng tử tế, như rót nước mời Dejimi hay tương tác với Phương Anh Đào. Thân thiện và ga lăng như thế nhưng sơ hở là Misty tiểu phẩm, cũng hơn thua với các mỹ nhân không kém gì ai. Cả đội đều mặc màu trắng, Misty liên quang miếng cho rằng các chị đẹp mặc đồ đi làm cô dâu. Còn bản thân cô thì tự nhận mình là bên tổ chức sự kiện, có lúc còn nhận làm luật sư đại diện cho thân chủ nghi. Một cái tên khác cũng làm các chị đẹp trong show phải đau đầu đó là Pháo. Đợt này, Pháo gây bất ngờ khi xuống tóc và diện đầu đinh kết hợp áo dài tới tham gia họp báo. Dù không còn mái tóc dài, nhưng Pháo vẫn rất xinh đẹp, dễ thương khi xuất hiện tại sự kiện. Là một rapper, nhưng đến với buổi họp báo thì Pháo lại từ chối rap. Thay vào đó cô cành cựa với Hoa hậu Thủy Tiên, thể hiện vài đường catwalk trông cũng rất ra gì. Bên cạnh đó, nhân dịp họp báo thì Pháo cũng bóc phốt người chị Thủy Tiên, cho biết Thủy Tiên là Hoa hậu Hòa Bình nhưng không hề hòa bình vì sơ hở là sử dụng quy tắc bàn tay phải, mà còn là giỏi nhất trong 8 chị em về việc này. Ngồi trả lời phỏng vấn cùng Pháo mà Thủy Tiên nhiều lúc cũng phải cạn lời ngang vì cô em quá nhanh nhảu tăng động. Tại họp báo thì như vậy, còn ở hậu trường của show thì Pháo rất hay bày trò nghịch các chị đẹp. Có lẽ vì xem nối chữ của Phát La nên Pháo giờ cũng chơi trò này mà toàn dồn các chị vào thế khó. Những Uyển Ân, Thủy Tiên, Phương Anh Đào, Misty đều phải cạn lời trước trò chơi nối từ của Pháo bày ra. Bảo sao mà không bị áp dụng quy tắc bàn tay phải cơ chứ.